nghị sĩ chống phá biên giới Việt Nam Campuchia thoát tội phản quốc tin từ Campuchia. Theo đài RFA Khmer, ngày 16 tháng 8, sau 2 ngày thẩm vấn, tòa án Non Pen đã quyết định tạm giam thượng nghị sĩ Hon Sokho tại nhà tù Sar để chờ xét xử. Ông ta bị buộc tội làm giả giấy tờ, công văn nhà nước, làm sai lệch nội dung tài liệu, văn bản nhà nước và sử dụng người khác phạm tội. Luật sư Châu Nguy nhận bào chữa cho ông Hon Sokho cho rằng với ba tội danh tòa án Phnom Penh đưa ra thì ông Hong Sok Ho không phạm tội phản quốc. Luật sư cho biết, ông ta sẽ tiến hành các thủ tục nộp tiền bảo lãnh cho thân chủ của mình được tại ngoại tạm thời. Xung quanh vấn đề biên giới Việt Nam-Campuchia, đài RFA Khmer ngày 16 tháng 8 cho biết, Chủ tịch Sam Rainsy của đảng Cứu Quốc đã nói với phóng viên tại phi trường quốc tế Phnom Penh rằng ông ta không chống lại việc sửa đổi, điều hai hiến pháp Campuchia miễn là thay đổi có lợi cho quốc gia. Ông Sam Ramsey cho rằng nếu sửa hiến pháp thì không nên bó hẹp khoảng thời gian xuất hiện bản đồ mà nên lựa chọn các bản đồ trước năm 1933 có lẽ sẽ có lợi hơn cho Campuchia. Trước đó, ngày 14 tháng 8, viện hàng lâm Hoàng gia Campuchia công bố kết quả đối chiếu bản đồ phân giới cấm mốc Việt Nam Campuchia của CPP, CNRP, thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, thư viện Pháp. Theo tiến sĩ Scott, nếu sử dụng bản đồ Bone do Sở Địa Dư Đông Dương phát hành để phân giới cắm mốc theo quy định của Điều 2 Hiến pháp, thì Campuchia sẽ mất khoảng 50 cây số vuông đất ở tỉnh Mondukiri, giáp biên giới với tỉnh Đắk Lắc, Việt Nam. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Cộng sản Việt Nam, đã phân tích rằng Hiến pháp Campuchia chỉ có giá trị đối với công dân Campuchia, còn các hiến pháp hiệp định về biên giới Việt Nam-Campuchia là những điều ước quốc tế có giá trị pháp lý và được quốc tế thừa nhận.